Hello mọi người nha. Em lên cho mọi người một cây máy Mitsu TL26 nha. Cây này thì theo em nghĩ chắc mọi người cũng đã biết nhiều rồi. Hàng này nổ cực thì nó là thuộc dòng tua chậm mà nổ cực kỳ lợi xăng nha mọi người. Máy này phát gia đình thì rất là ok. Chế hai kim combo này. Đó. Cái máy này nói mọi người thì máy là bao rin nguyên hết. Nòng đồ chưa bung nha, bình xăng lớn đồ rin là hết nè. Mỗi tội một cái là mọi người thấy không? Nòng hơi xét thôi nha. Bô cũng vậy, hơi xét nhưng mà bao là rin nguyên chưa bung, đồ rin hoàn toàn nha mọi người. Cái này là do nó lên tiên á, nhôm lên tiên thôi. Chứ máy thì cực kỳ ok, hàng em đã chọn nổ nha. Rồi, em xin phép giật cho mọi người xem luôn. Đó thì cũng bơm xăng bằng núm bơm và kéo e đây. Giật là nổ, cây này em đã làm nổ nha. Dây giật trắng tinh luôn. Thôi. Đó, quá nhẹ nhàng luôn nha. Đẹp luôn. Cây này thì chén kịp riêng luôn nha mọi người. Đó. Cực kỳ lợi xăng. Rồi em quay tổng quan máy lại lần nha. Áo cổ riêng nguyên chưa bể, có mỗi tội của bô hơi xét, nòng hơi linh tiên thôi nha. Bao là em chưa mở chứ nòng này em mà mở áo ra em rửa thì thôi nó cực kỳ nha mọi người. Bắn cát đồ lên nó mới ghê lắm. Rồi, mọi người ai kết cái này thì ủng hộ giúp em nha. Xin chào mọi người ạ.